Hi, xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay, Phúc Tài Chính tiếp tục đưa tin về phiên tòa lịch sử nhất mạng xã hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 này. Và kính thưa cô chú, anh chị và các bạn, kể từ khi có thông tin là phiên tòa của cô Nguyễn Phương Hằng, thầy Đặng Anh Quân cùng rất nhiều nghệ sĩ nhập nhằng chuyện từ thiện, cô chú anh chị khán giả cũng đặt một câu hỏi liệu rằng không biết là phiên tòa có diễn ra hay không, hay lại tiếp tục bị lùi lịch như lần trước. Thì với cái thông tin mà Phúc Tài Chính đang có đây thì khả năng rất là cao là phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 này. Như vậy chúng ta sắp được đến với một phiên tòa lịch sử. Cũng có người sẽ mong rằng là phiên tòa này sẽ là một sự kết thúc. Kết thúc những cái ngày tháng bị tạm giam, kết thúc một cái kết quả làm sao mà tốt nhất để cho cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân trở về với vòng tay yêu thương của gia đình và những người yêu quý ủng hộ. Bên cạnh đấy cũng có rất nhiều người hy vọng rằng đây chính là một sự khởi đầu cho một con đường pháp lý, tiếp tục xử lý những cái nhân vật đã bôi nhọ nhân phẩm, xúc phạm danh dự và tiết lộ những cái bí mật đời tư của cô Nguyễn Phương Hằng, chú Huỳnh Uy Dũng và công ty Đại Nam ở trên sóng. Ví dụ như nhà báo Hàn Ni hay là luật sư Trần Văn Sĩ, và có rất nhiều người, đến tới hơn 30 người mà cô Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Uy Dũng đã đệ đơn. Bên cạnh đấy cũng là một cái sự khởi đầu cho cái việc là xử lý các sai phạm của các YouTuber giật tít câu view bất chấp kiếm tiền một cách quá đáng, đưa đời tư danh dự đời sống của người khác lên mạng xã hội để nhục mạ, để kiếm view kiếm like. Những điều đó chính là một sự khởi đầu cho cái việc làm trong sạch hơn trên mạng xã hội này. Và tiếp theo mời cô chú, anh chị và các bạn đến với một quyết định từ Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là quyết định của luật sư Nguyễn Đình Kim đã đưa đến kênh Phúc Tài Chính. Luật sư Nguyễn Đình Kim cũng là một trong những người sẽ xuất hiện tại phiên tòa lịch sử 21 tháng 9 này. Và ngay sau đây mời cô chú, anh chị và các bạn đến với quyết định đó từ Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2023. Quyết định đưa vụ án ra xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào Điều 45, Điều 255, Điều 277 của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 643-2023-HSST ngày 21 tháng 8 năm 2023. Quyết định Điều 1, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo. 1. Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, nơi sinh tỉnh An Giang. 2. Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh năm 1983, nơi sinh tỉnh Phú Yên. 3. Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1992, nơi sinh tỉnh Bình Dương. 4. Huỳnh Công Tân, sinh năm 1994, nơi sinh tỉnh Bình Dương. 5. Đặng Anh Quân, sinh năm 1978, nơi sinh tỉnh Tiền Giang. Những cái phần Phúc che là chính là phần thông tin cá nhân nên Phúc sẽ không đưa lên đây. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Thời gian mở phiên tòa bắt đầu ngày 21 tháng 9 và kết thúc ngày 22 tháng 9 năm 2023. Sáng là từ 8 giờ và chiều là từ 1 giờ 30 phút. Địa điểm mở phiên tòa: trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Những người tiến hành tố tụng: thẩm phán, chủ tọa phiên tòa ông Bùi Đức Nam, thẩm phán dự khuyết ông Nguyễn Tuấn Anh, các hội thẩm nhân dân 1. Ông Nguyễn Tùng, 2. Ông Nguyễn Đình Cương, hội thẩm nhân dân dự khuyết bà Lê Thị Bích Dung, thư ký phiên tòa ông Nguyễn Văn Thăng, cán bộ Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa ông Đinh Quốc Dũng, ông Nguyễn Quang Duyệt và ông Võ Thành Đủ, kiểm sát viên. 2. Những người tham gia tố tụng: người bào chữa 1. Ông Hồ Nguyên Lễ, luật sư công ty luật trách nhiệm hữu hạn MTV Tín Nghĩa,
thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng, bị cáo Huỳnh Công Tân, bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi và bị cáo Lê Thị Thu Hà. 2. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, luật sư của chi nhánh 1, Văn phòng Luật sư Công Anh thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi bào chữa cho bị cáo Đặng Anh Quân. 3. Ông Nguyễn Chi Thắng, luật sư của công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Nam Hà và cộng sự thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Đặng Anh Quân. 4. Bà Lê Thị Quỳnh Anh, luật sư công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Nam Hà và cộng sự thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Đặng Anh Quân. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 1. Ông Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh năm 1969. 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, sinh năm 1984. 3. Bà Lê Thị Giàu, sinh năm 1959. 4. Bà Trương Thị Việt Hà, sinh năm 1972. 5. Bà Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977. 6. Ông Nguyễn Đức Hiển, sinh năm 1973. 7. Ông Lê Công Vinh, sinh năm 1985. 8. Bà Trần Thị Thủy Tiên, sinh năm 1984. 9. Ông Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971. 10. Bà Đinh Thị Lan, sinh năm 1976. 11. Ông Huỳnh Huy Dũng, sinh năm 1961. 12. Ông Nguyễn Đình Kim, sinh năm 1959. Người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các đương sự: 1. Bà Ngô Huỳnh Phương Thảo, luật sư công ty luật trách nhiệm hữu hạn MTV Gen thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh. 2. Ông Trương Anh Tú, luật sư của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trương Anh Tú chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh. Ông Đỗ Biên Thùy, luật sư công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trọng Tín Nghĩa thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Thị Giàu. 4. Ông Đỗ Doãn Đại, luật sư công ty luật trách nhiệm hữu hạn Rixfree thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Đặng Thị Hàn Ni. 5. Ông Nguyễn Thành Công, luật sư của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương Luật thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Hiển. 6. Bà Lê Thị Hoài Giang, luật sư của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lê Nguyễn thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Huỳnh Minh Hưng. 7. Bà Võ Thị Thu Trang, luật sư công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lê Nguyễn thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Huỳnh Minh Hưng. 8. Ông Trần Thanh, luật sư công ty luật trách nhiệm hữu hạn Bảo vệ Công lý thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Đinh Thị Lan. 9. Ông Đinh Anh Tuấn, luật sư công ty luật hợp danh Thiên Quang thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Đinh Thị Lan. Như vậy là bà Đinh Thị Lan có tới 2 luật sư. 3. Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa là không. Nơi nhận: Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo, những người tham gia tố tụng, lưu hồ sơ vụ án và đã có chữ ký của thẩm phán Bùi Đức Nam. Và với thông tin từ quyết định trên của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì với cá nhân Phúc Tài Chính cho rằng là phiên tòa này sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 sắp tới chứ sẽ không lùi lịch nữa đâu. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi diễn biến của phiên tòa sắp tới. Đây là phiên tòa hội tụ đầy đủ những người có tri thức, có hiểu biết, có địa vị xã hội, có danh tiếng, sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Hứa hẹn đây sẽ là một phiên tòa tranh tụng nảy lửa giữa các bên. Cũng chính vì lẽ đó, chưa nói đâu xa, chỉ trong một cái phạm vi rất nhỏ ở kênh Phúc Tài Chính thôi, đã có rất nhiều cô chú anh chị lên tiếng với những quan điểm, với những đầu chia sẻ khác nhau, chí cũng có những comment chia sẻ nảy lửa không kém. Thì bên cạnh các cô chú anh chị và các bạn dành một cái tình yêu thương cho cô Nguyễn Phương Hằng, cho thầy Đặng Anh Quân, cho các YouTuber trên cái con đường lên tiếng về câu chuyện xã hội, chuyện của ông Võ Hoàng Yên, câu chuyện từ thiện để nhằm mong muốn đấu tranh vì một cái điều tốt đẹp cho xã hội, thì bên cạnh những người mang một cái lý tưởng, mang một cái sự trong sáng, mang một cái niềm khát khao dẹp bỏ những cái xấu, thì bên cạnh đó cũng có không ít comment vào kênh Phúc Tài Chính lợi dụng phiên tòa của cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân sắp tới để bôi nhọ chính quyền, để xuyên tạc về pháp luật Việt Nam,
và có những lời lẽ không tốt về các lãnh đạo và đất nước Việt Nam. Thì Phúc Tài Chính sẽ chia sẻ quan điểm ở đây để hy vọng rằng những người đấy đừng vào kênh Phúc nữa. Bởi vì với một chủ kênh YouTube thì không chỉ bạn phải quản lý những phát ngôn của chính bản thân để làm sao phù hợp với pháp luật Việt Nam, những quy định khi mà lên trên mạng xã hội phát ngôn, thì bên cạnh đấy những cái comment của các khán giả vào kênh của bạn, bạn cũng phải quản lý. Theo những cái thông tin mình được biết thì khi một chủ kênh mà lên làm việc với cơ quan chức năng ấy, thì mỗi chủ kênh làm việc với cơ quan chức năng thì đều phải ký nhận, chịu trách nhiệm với những comment của khán giả trên kênh. Bởi vì là một chủ kênh thì cần phải quản lý được comment. Vì vậy Phúc Tài Chính sẽ nêu rõ quan điểm của Phúc Tài Chính khi mà chia sẻ về phiên tòa của cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân. Đầu tiên thì cũng giống như rất nhiều cô chú anh chị ở đây, Phúc Tài Chính cũng là một người ủng hộ cho cái việc lên tiếng trong câu chuyện của xã hội. Không thể để những cái sai hoành hành, không thể để những người mà họ lươn lẹo, họ dẫn dắt ma mị để đi lừa những người dân được. Lên tiếng cho câu chuyện của xã hội không chỉ là điều mà rất nhiều người muốn làm, mà đó là trách nhiệm của mỗi công dân để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Cộng đồng chúng ta sống, đất nước chúng ta sống sẽ bị hủy hoại bởi những người biết mà không lên tiếng để những cái sai hoành hành. Chính vì vậy nên Phúc Tài Chính luôn luôn ủng hộ cho việc lên tiếng của những câu chuyện xã hội, loại bỏ đi những cái xấu, cái sai để chúng ta ngày càng được hưởng một xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn, không chỉ cho chúng ta mà kể cả cho con cháu những đời sau này nữa. Và nếu như ngày xưa ấy, các cụ của chúng ta thì cũng lên tiếng cho câu chuyện của xã hội trong những cái phiên họp làng, họp xóm, họp xã, họp phường. Thì đến bây giờ với cái công nghệ phát triển của Internet thì Internet đã tạo ra một đòn bẩy khiến cho cái sự lên tiếng của mỗi người được vang xa hơn và được trên cái diện rộng hơn. Thay vì việc là phát biểu trước một người, trước một nhóm nhỏ, trước một đám đông nhỏ, thì bây giờ thì tiếng nói của những người lên tiếng sẽ lan tỏa đến hàng trăm nghìn người, hàng triệu người. Và cái sức ảnh hưởng của nó trên diện rộng sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ lớn hơn rất nhiều. Vậy nên những người nổi tiếng ở trên mạng xã hội, nếu như không quản lý được những cái phát ngôn, những cái chia sẻ của mình, thì có thể dẫn đến một cái hệ quả rất là lớn khi mà dẫn dắt một đám đông đi theo những cái sai. Chính vì vậy nên quan điểm của Phúc Tài Chính là chúng ta sẽ lên tiếng về câu chuyện của xã hội, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt và tuân thủ pháp luật, tuân thủ những nội quy quy định khi mà phát ngôn trên mạng xã hội. Cụ thể là phải tuân theo 331, 155, 156. Với Phúc Tài Chính luôn luôn ủng hộ lên tiếng cho câu chuyện của xã hội, tuy nhiên sẽ kịch liệt phản đối nói về đời sống riêng tư cá nhân của một con người. Ngay cả như chúng ta thấy, ví dụ như những người tử tù về cái việc là buôn bán ma túy chẳng hạn, thì khi mà báo chí và chúng ta lên án cái chuyện mà người ta làm, cái chuyện chính xác người ta làm là buôn bán ma túy, chứ không thể là chúng ta đem đời sống riêng tư của họ, đem con cái, gia đình, mẹ cha của họ ra mà nhục mạ trên mạng xã hội được. Mà đấy là những người tử tù, đấy là những người đang mất quyền công dân, đấy là những người mà phạm những cái sai lầm tội lỗi nhất ở trong xã hội. Đến những người như vậy chúng ta còn không đem đời sống riêng tư của họ, đem vợ con cái, đem bố mẹ của họ ra nhục mạ, huống chi là những người mà đang có quyền công dân. Vì vậy nên chúng ta cần phải nhìn nhận rõ ràng rằng đây không phải là quay xe, đây không phải là gió chiều nào nói theo chiều đấy. Mà đơn giản khi mà chúng ta có một hành trình chúng ta làm, cái gì sai chúng ta phải nhận định được để chúng ta bỏ qua. Ví dụ như chúng ta xây dựng lên một cái dự án hay xây một cái tòa nhà, khi mà chúng ta đổ móng rồi chúng ta xây nhà lên, và trong cái quá trình đấy có những cái điều sai thì chúng ta phải sửa chứ. Chính vì vậy nên khi mà trên cái con đường lên tiếng về câu chuyện xã hội có những cái vấp ngã, có những cái sai lầm, chúng ta cần phải nhìn nhận ra và sửa đổi. Chứ không phải đó là quay xe, chứ không phải là ông một khi ông đã ủng hộ là ông cứ ủng hộ, cái sai ông cũng cứ ủng hộ, cũng cứ lao đầu ủng hộ. Thì đó không phải. Nhiều người khi thấy Phúc Tài Chính nói rằng là không ủng hộ cho cái việc mà đem đời sống riêng tư của người khác lên nhục mạ, thì nói là con này quay xe, con này gió chiều nào theo chiều đấy. Nhưng quan điểm của bản thân Phúc Tài Chính là gì? Khi mà chúng ta đi trên một con đường, có thể cái con đường đấy chúng ta đã đi được mà biết, ban đầu chúng ta chưa biết, nhưng trong quá trình đi chúng ta phát hiện ra những cái sai, chúng ta phát hiện ra những cái điều chưa đúng, thì chúng ta cần phải biết điều chỉnh để đi càng ngày càng đúng hơn. Chứ không phải là ban đầu chúng ta đi, sau đó chúng ta thấy cái sai, chúng ta cứ thế cổ suý, cứ thế lao vào, thế còn hùa theo những cái sai rồi bao biện, rồi đến lúc đó xã hội nhìn chúng ta theo con mắt như thế nào. Chúng ta biết sai, chúng ta sửa để chúng ta ngày càng tốt lên. Thì có như thế chúng ta mới giữ được cái giá trị ban đầu mà chúng ta tạo dựng. Và bản thân chúng ta cũng thế, có rất nhiều người đến vào cái drama
trước đó rất ngưỡng mộ các nghệ sĩ. Có những người thì ngưỡng mộ nghệ sĩ Hoài Linh, có những người đã đặt niềm tin vào cô ca sĩ Thủy Tiên, có những người cảm rất quý Trấn Thành như Phúc Tài Chính chẳng hạn. Nhưng trong cái quá trình, khi mà họ đứng lên, họ kêu gọi từ thiện, chúng ta ủng hộ họ, chúng ta PR họ, chúng ta nâng tầm họ lên, ngày đêm chúng ta ca ngợi họ. Nhưng rồi trong cái quá trình họ làm có những khuất tất, có những cái sai phạm, chả lẽ chúng ta cứ đâm đầu vào chúng ta ủng hộ à? Bởi vì chúng ta đều là những người lớn cả rồi, chúng ta có phải là fan trẻ trâu đâu, có phải là fan lớp 5, lớp 6 đâu, có phải là fan những các bạn mà cấp 3 vẫn còn đang mơ mộng về cuộc sống rất màu hồng đâu. Chúng ta là người lớn, chúng ta nhìn thấy cái sai, chúng ta cần phải biết điều chỉnh bản thân. Giống như chúng ta đang đi một cái xe ở trên đường, đi trên con đường đi chúng ta đi thẳng, nhưng đến một lúc chẳng may xe nó bị hỏng, nó rẽ sang một hướng khác, vậy là chúng ta cũng đâm đầu theo một hướng khác rồi xuống mương nằm với nhau. Chính vì vậy nên bản thân Phúc Tài Chính xác định một điều rằng luôn ủng hộ cho cái việc lên tiếng của câu chuyện xã hội. Tuy nhiên thì trong cái quá trình lên tiếng cho câu chuyện của xã hội, các cá nhân bắt đầu va vấp với nhau, thì khi đó xảy ra một cái hiện tượng, đó chính là đem đời sống cá nhân riêng tư của cái người kia mang lên mạng xã hội để nhục mạ, nhằm hạ thấp danh dự nhân phẩm của họ. Rồi là đem con cái, bố mẹ, gia đình họ ra để mà chửi rủa, để mà nhục mạ. Thì đó chính là một cái sai và chúng ta cần phải sửa. Sửa để lần sau chúng ta lên tiếng trong một câu chuyện xã hội, chúng ta sẽ lên tiếng văn minh hơn, tri thức hơn, để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Chứ không mai sau con cháu của chúng ta nhìn vào, hai em ấy sẽ thấy là ui đây này, nghe PR thấy là các bà, các cô là lên tiếng cho câu chuyện của xã hội, đấu tranh cho những cái xấu. Nhưng mà khi mà các con vào xem thì các con toàn thấy chửi nhau, rồi là toàn đem đời sống riêng tư ra nhục mạ nhau, rồi đem bố mẹ con cái ra chửi nhau, nhục mạ nhau. Thì các cháu hoang mang không biết là các bác là đấu tranh cái gì cho xã hội đây. Chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn, có những cái thời điểm là mình sợ YouTuber đấy. Ban đầu thì mình cũng rất quý ở YouTuber, rất ngưỡng mộ YouTuber, cảm giác được sát cánh bên mọi người mình cảm rất hạnh phúc. Nhưng mà có những cái giai đoạn mà mình sợ YouTuber luôn. Khi mà không biết nói gì, cứ đem đời sống riêng tư của nhau ra mà nhục mạ, sợ vô cùng luôn, không dám tiếp cận, không dám để cho những người đó tiếp cận vào cuộc sống của mình. Bởi vì không biết đến bao giờ họ lôi cái đời sống của mình ra. Bởi vì ngày hôm nay người ta lôi người khác được thì ngày mai người ta cũng sẽ lôi mình ra được. Vì vậy sợ hãi không dám tiếp xúc luôn. Và đến tận thời điểm này thì để mà ai đó, mà một YouTuber mà tiếp cận mình thì mình phải hết sức cẩn trọng, xem là như thế nào. Mình cũng xác định luôn cái con đường của mình là mình cũng hạn chế không chơi với các YouTuber. Mình vẫn giữ mối quan hệ với những người như anh Nông Dân. Bởi vì mình thấy cả một quá trình thì anh Nông Dân cũng không phải là cái người mà tự nhiên mà đem cái đời sống của người khác ra. Trừ khi bị đụng trước, thì khi mà đứng trước cái việc mà phải tự bảo vệ bản thân thì bắt đầu là anh Nông Dân đáp trả. Chứ còn bảo tự nhiên mà vì giận dỗi nhau, bực tức nhau mà đem nhau lên mạng xã hội nói thì là không có. Chơi với anh Nông Dân thì mình còn cảm thấy an toàn. Chứ còn bây giờ bảo là chơi thêm với một YouTuber mới thì mình kiếu, mình không chơi. Mình sẽ tìm những cái người bạn ở ngoài, chứ không phải là tìm một người bạn YouTuber. Đấy là quan điểm của mình. Rất nhiều khuyến mãi, có rất nhiều những cái combo deal hấp dẫn, thì mời cô chú anh chị hãy cùng đón xem tại livestream video này nhá. Tây Phúc đang là những cái lọ kem đánh răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhá. 4 loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà dùng rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là 4 màu tượng trưng cho 4 công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhé. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này, thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng báng. Một cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000 và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Khi mua 4 kem đánh răng
thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhá. Thế được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhá. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi thì giảm cơn đau. Bốn kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhá. Mua 4 kem đánh răng được tặng một dầu lạnh 50.000. Nên là cái deal này cực kỳ hời luôn. Mọi người có thể comment inbox cho Phúc để sử dụng được cái deal đấy nhá. Thì đầu tiên giới thiệu đến cô chú anh chị, trên tay của Phúc Tài Chính đang chính là dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc. Thì đây đều là thành phần thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu ô lưu này, nhân sâm này, linh chi này. Thì tác dụng của cái dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc này ấy, thì sẽ có công dụng là làm đen tóc này một cách rất là tự nhiên và bền màu, không gây hư tổn cho tóc và không ảnh hưởng đến da đầu, và trị sạch gầu và dưỡng ẩm tóc nữa. Đặc biệt nó sẽ giúp là phục hồi tóc yếu và ngăn ngừa rụng tóc, và nó sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng cô chú anh chị nhé. Đây là dầu gội thảo dược nhuộm đen tóc thì sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Thì khi nào mà ra tóc mới thì chúng ta mới cần nhuộm tiếp. Thì cái hướng dẫn sử dụng ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ẩm tóc này, sau đó là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Thì Phúc Tài Chính sẽ chuẩn bị cái găng tay này cho cô chú anh chị nhé. Làm ẩm tóc, sau đó đeo găng tay vào, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dầu gội thảo dược ở trong này ra, bôi đều lên tóc và sau đó sẽ mát xa da đầu tầm khoảng độ 5 phút, và sau đó sẽ để như vậy tầm khoảng từ 20 đến 30 phút để cho dầu gội thảo dược này nó ngấm vào tóc. Sau đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta sẽ xả lại với nước sạch. Thì khi đấy tóc của chúng ta sẽ thành màu đen và đen rất là đều và có hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng. Thì với một dây thảo dược nhuộm đen tóc Hàn Quốc này thì sẽ là 58.000 một dây của chú anh chị nhé. 58.000 một dây, và một dây thì bên Phúc Tài Chính cũng bán mọi người nhé. Thì 58.000 một dây, và khi mà mua một dây dầu gội thảo dược nhuộm tóc ở đây sẽ là 10 gói này. Mua 10 gói này thì sẽ được tặng một gói này mọi người nhé. Sẽ được tặng một gói. Mua 10 gói sẽ được tặng một gói, tức là mua một dây sẽ tặng một gói ấy. Happy Hàn Quốc này, thì đây là loại sữa tắm được ưa chuộng số 1 Hàn Quốc, mang cái mùi hương rất là nhẹ nhàng và chứa nhiều chất khoáng, nước khoáng, các loại hoa quả tươi và tảo biển. Đặc biệt là nó sẽ có rất nhiều axit amin cho cái làn da của chúng ta khi tắm xong, và nó rất là phản hồi và mềm. Và đặc biệt là cái bọt sữa tắm của sữa tắm Happy này này thì nó rất là nhỏ và nó sẽ giúp làm sạch da này, và chứa rất nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, thì nó sẽ giúp làm trẻ hóa làn da nữa. Thì cái sữa tắm Happy này nó sẽ giữ ẩm cho da, giúp của chúng ta mềm mượt hơn và ngày càng căng tràn hơn. Thì đặc biệt có một cái thành phần ở đây là tảo biển, sẽ giúp giữ ẩm cho da vào lúc làm mềm mại. Đặc biệt là sắp tới là vào mùa đông hay vào thời tiết hanh khô thì sử dụng cái sữa tắm này sẽ giúp da của chúng ta mềm mịn hơn. Và cái hương thơm của nó rất là dịu nhẹ và thích. Và đặc biệt trong đây có tinh chất chăm sóc da nên da của chúng ta sẽ dễ chịu và giảm stress hơn. Một chai sữa tắm Happy này sẽ có giá là 150.000 cô chú anh chị nhé. Có một cái deal khuyến mãi, mua một chai sữa tắm Happy 150.000 này thì sẽ được tặng một gói combo rong biển ăn liền mọi người nhé. Sẽ được tặng một gói combo rong biển ăn liền này. Như mua hai chai sữa tắm Happy ấy, thì sẽ được tặng một tẩy da chết chỉ giá 120.000 của chú anh chị nhé. Tắm On mọi người nhé, đây là sữa tắm On này. Thì đây là sữa tắm nước hoa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, và công dụng của nó sẽ lấy sạch bụi bẩn này, tẩy da chết này, trắng da, loại bỏ nám đen và ngăn ngừa lão hóa này, cung cấp cho cái làn da độ ẩm, sự căng mịn này, và ngăn ngừa, đặc biệt là ngăn ngừa trứng cá, ngăn ngừa mụn nhọt và mẩn ngứa. Và cái hương nước hoa này nó sẽ lưu giữ đến 12 tiếng. Đây là loại sữa tắm, vừa là sữa tắm mà vừa kết hợp cả nước hoa nữa, nên là sẽ có cái mùi hương nó lưu lại lâu hơn so với những cái sữa tắm thông thường. Cho một ngày dài chúng ta làm việc thì về đến nhà chúng ta vẫn thơm và thoang thoảng, tự tin hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc. Thì một chai sữa tắm nước hoa này sẽ có giá là 250.000 cho một chai 900g của chú anh chị nhé. Và đặc biệt từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì khi mua một chai sữa tắm nước hoa On của Hàn Quốc thì cái giá của nó bạn chỉ cần trả là 195.000 thôi. 195.000 cho một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc. Và khi bạn mua một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc 195.000 này thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Tặng ngay một tuýp dầu lạnh
Đây là cái dầu xoa bóp mọi người nhé. Nhưng dầu xoa bóp ví dụ như chúng ta đau nhức ở đâu thì chúng ta xoa bóp ở đấy thì nó sẽ giảm cơn đau. Đặc biệt là đau nhức lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh để xoa bóp. 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 khi mua một chai sữa tắm nước hoa On thì cái giá chỉ là 195.000 và được tặng một tuyết dầu lạnh trị giá 50.000 của chú anh chị nhé. Mọi người có thể comment, có thể inbox cho Phúc để đặt mua cái sản phẩm này nha.